Những năm gần đây thì giới công nghệ tài chính ngày càng tập trung sự chú ý vào blockchain, công nghệ chuỗi khối đứng đằng sau Bitcoin và các đồng tiền ảo. Tiềm năng của blockchain lớn như thế nào và câu chuyện đó sẽ có trong phần tiếp theo của tạp chí Kinh tế cuối tuần cùng với biên tập viên Minh Hậu. Xin mời chị ạ. Vâng, cảm ơn anh Huy Hoàng và xin kính chào quý vị khán giả. Trước khi đi sâu vào câu chuyện blockchain thì tôi muốn mang đến một câu chuyện từ Nhật Bản, quốc gia châu Á đầu tiên đã chấp nhận tiền ảo như là Bitcoin là phương thức thanh toán chính thức. Lượng giao dịch tiền ảo trên mạng Internet tại Nhật Bản thì đang gia tăng nhanh chóng và đáng chú ý là kinh doanh trong lĩnh vực làm trung gian cho các giao dịch giữa tiền ảo và các loại tiền hiện tại thì đang trở thành một thị trường mới, thu hút rất nhiều tập đoàn tài chính lớn tại Nhật Bản. Từ mùa hè năm nay, tập đoàn tài chính khổng lồ SBI Holding sẽ thành lập công ty mới nhằm kinh doanh trong lĩnh vực làm trung gian giao dịch giữa tiền ảo và các loại tiền mặt hiện có với số lượng lớn, đảm bảo tính an toàn cho hoạt động giao dịch. 3 năm trước đây, tập đoàn này đã từng kinh doanh trong lĩnh vực làm trung gian cho các hoạt động giao dịch tiền ảo như Bitcoin. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh này bị đình trệ do quy mô thị trường nhỏ. Quy mô thị trường tiền ảo tôi nghĩ rằng sẽ tiếp tục lớn mạnh trong thời gian tới, nên chúng tôi muốn cung cấp một dịch vụ an toàn đối với người sử dụng. Nhật Bản đã coi tiền ảo là một phương thức thanh toán, do vậy loại tiền này phải tuân thủ các quy định trong giao dịch về tiền tệ. Những người trao đổi, kinh doanh phải chịu các cơ chế đăng ký theo luật định. Ngoài tập đoàn SBI Holding, các tập đoàn tài chính khác như Kakucom hay MoneyPartner cũng đang quy định tham gia kinh doanh trong lĩnh vực này. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay, việc mua bán trao đổi tiền ảo không bị áp thuế tiêu thụ 8% tại Nhật Bản. Vì tiền ảo đã được công nhận nên không phải là hàng hóa hay dịch vụ. Tiền ảo mà chủ lực là đồng Bitcoin đang có xu hướng tăng về cả giá và lượng giao dịch. Một trong những lý do chính thúc đẩy giá Bitcoin chính là do giới đầu tư đang ngày càng quan tâm đến công nghệ blockchain đằng sau Bitcoin và các loại tiền ảo và những tiềm năng của nó. Trước hết thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu blockchain là gì. Khi quen một ai đó trên mạng, làm sao bạn dám chắc họ thực sự đúng như những gì họ nói? Hay mua một gói cà phê, bạn có dám chắc những thông tin trên bao bì về chất lượng, nguồn gốc là đúng hay không? Đã xuất hiện một công nghệ để trả lời cho tất cả các câu hỏi đó. Một hệ thống mà tất cả mọi liên lạc, giao dịch được ghi lại và tất cả mọi người trong hệ thống đều có thể xem và xác minh tính chính xác của các thông tin. Hệ thống đó gọi là blockchain. Mọi thông tin, mọi giao dịch đều được ghi lại trong các block, còn gọi là khối, trong một chuỗi thời gian. Và điểm ưu việt của blockchain chính là đảm bảo rằng các khối đã được ghi lại thì sẽ không bao giờ có thể bị giả mạo hoặc thay đổi bởi bất kỳ ai. Mỗi một khối mới xuất hiện, cả mạng lưới sẽ biết ngay lập tức. Tính năng này đảm bảo cho sự công bằng và minh bạch cho cả hệ thống. Blockchain lưu giữ thông tin trên một mạng gồm hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu máy tính cá nhân, khiến cơ sở dữ liệu không chỉ phân cấp mà còn phân tán độc lập. Điều này có nghĩa là không có máy chủ, cũng chẳng có một ai có quyền quản lý và sở hữu hệ thống, mà toàn bộ mọi người trong hệ thống đều có quyền hạn tương đương và đều giúp vận hành hệ thống. Nếu chỉ có một máy chủ, chỉ cần tấn công vào nó là có thể đánh sập cả hệ thống. Nhưng với mạng lưới phân tán độc lập của blockchain, nếu một máy bị tấn công, chỉ có máy đó bị ảnh hưởng, phần còn lại của hệ thống vẫn được bảo toàn. Điều đó có nghĩa blockchain an toàn hơn rất nhiều so với các hệ thống lưu giữ thông tin truyền thống. Và sản phẩm đầu tiên nổi tiếng nhất của blockchain chính là tiền ảo Bitcoin. Khác với thẻ tín dụng, PayPal hoặc các cách giao dịch khác, Bitcoin không cần ngân hàng hay một trung gian tài chính. Thay vào đó, mỗi giao dịch Bitcoin sẽ được xác minh nhờ tất cả mọi người trong hệ thống để đảm bảo bạn thực sự sở hữu Bitcoin, chỉ có bạn sở hữu đồng Bitcoin đó và đồng Bitcoin đó đúng là được dùng trong giao dịch đang thực hiện. Tức là không có nguy cơ lừa đảo hay tham nhũng vì mọi giao dịch đều được xác minh từ rất nhiều nguồn cùng một lúc.